Mình giống nghề, sở hữu sức mạnh thôn phệ. Tập 137. Thần ca có điều không biết rồi. Long kình là một trong những tộc hải thú thời thượng cổ. Thường thì bố con long kình bán bộ thần pháp cảnh là đủ để chống lại một thần pháp cảnh rồi. Nhưng mà chúng có lợi hại hơn đi nữa thì cũng không địch lại thần ca của ta. Thứ này có thể luyện hóa thành ti thủy đạn, đang dược vườn cấp hạ phẩm, có thể tránh được nước biển, cho dù là người không biết bơi thì cũng sẽ không chết. Còn thằng phía trước kia hả? Có cái gì đâu. Ui cha, ây da, chỉ là không chết. Nhưng mà Kiều Long sư huynh, huynh không sao chứ? Ây da, hai tầng tố hai, tên nào không có mắt gì lấy cắn trớ đường đi của tiểu thiếu gia nhà ta. Sao vậy Ly Thức à? Là ai bên dưới vậy? À, bẩm tiểu thiếu gia, nhìn giống như hai tên tán tu nghèo nàn ấy mà. Tán tu nghèo nàn? Ồ thật sao? Không ngờ ở đây còn gặp người ở đây nữa. Mau mời họ lên đây nói chuyện công tử gia ta cá đường chán đi mất. Chẳng chết đi được. Vẫn chưa biết rõ mà đã mời người ta lên thuyền, ấy là không hợp cho lắm. Hơn nữa thịnh hội đã sắp bắt đầu rồi, thời gian phải tranh thủ thời gian đi thôi. Ây dồ Ly Thúc, sao ông lại nói nhiều như vậy? Ông không đồng ý thì ta đích thân mời vậy. Chào hai vị ca ca, tại hạ là Âu Dương Nhược, cháu của Âu Dương Phong, chèo thuyền tới vương triều phương Đông. Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ ca ca xử lý những long kình đó thật sự là thán phục. Không biết hai vị ca ca thì có đồng ý kết bạn với Âu Dương Nhược không? Tại hạ làm vần, vị này là huynh đệ tốt của ta Tiểu Long. Hai huynh đệ ta cũng giống như Âu Dương lão đệ vậy, cũng tới vương triều phương Đông. Nè, các người đụng chúng ta rồi, đền tiền, phải đền tiền. À, thật là quá ngại quá Tiểu Long ca. Có điều nếu như chúng ta cùng được thì không biết cả có chung thuyền với ta được không? Lý Túc nói vùng biển này có yêu thú xuất hiện, không an toàn. Được thôi, đã tạo Dương lão đệ. Ai có biết được có phải là tàu trộm hay không, ta không đi đâu. Một lát sau, đó tờ lòng hiếu khách của Âu Dương lao đệ. Wow, tôm hôm nay thật là thơm. Hai vị cà cà không chết là được rồi. Ăn nhiều hổ đuối. Không biết hai vị cà cà tới phường đồng vương triều làm cái gì vậy? Không lẽ là tới tham gia buổi đấu giá tình thế? Lại là buổi đấu giá. Không lẽ buổi đấu giá này có dấu điều kỳ lạ gì chăng? À đúng vậy, nghe nói ở trong những món đồ đấu giá lần này có một vật báu hiếm lạ. Không biết Âu Dương lão đệ có nghe nói tới chưa? Nó bỏ nói gió cho vui, thật ra không biết gì hết. Thì ra cà cà cũng nghe nói. Ta nghe người ta nói gì vật hiếm lạ đó là một tàn bảo cổ của lão, không biết là thật hay giả nữa. Không lẽ cà cà cũng có hứng thú với món đồ đó ư? Cũng hời, một tên nghèo này như ta thì tiếng tài gì bảo đó tất nhiên là không thấy lừa ta rồi. Nếu như Âu Dương may mắn đấu giá được thì nhất định sẽ đưa cho cà cà xem. Đơn thuần không gạt ý. Ôi một thanh niên đơn thuần gì thì tử này bị ngu tan báo đù mà cũng có thể cùng nhau chia sẻ. Ôi thiếu già của ta ơi, Đông Phương Vương Triều bến tàu kinh thành, thuyền đã cập bến, chú ý tránh né nha. Wow, không ngờ bến tàu của kinh thành lại lợi hại đến như vậy. Xem bố dáng chết trái siêu đệ của ngươi kìa. Lần đầu tiên tới mà, lần đầu thì đi cùng thần đại ca, coi như là đúng đắn rồi. Lâm Vân ca ca, Tiểu Long ca ca. Hay là các ngươi cùng ta về phụ nghỉ ngơi đi. Tới hôm thịnh hội thì chúng ta cùng đi, hai vị ca ca thấy sao? Đã tạo Dương lão đệ, chỉ có điều hai viên đệ chúng ta còn có chút phiền, chuyện phải làm, không làm phiền thêm nữa. Vậy được rồi, hai vị ca ca báo chồng nha. Âu Dương trong nhà cũng có chuyện đi trước đây. Ôi, khó khăn lắm mới tìm được hai người bạn. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Kinh thành quả nhiên là kinh thành, đầu đầu cũng có dao động pháp lực mạnh mẽ. Không biết người có hình đường có đuổi theo ta tới đây không nữa. Kiều Long đừng có nhìn nữa, ta có chuyện quan trọng cần nói. Lấy hai con đi đại ca. Vừa mới sáng nay từ rối luôn.
À, ta chỉ xem thôi không mua đâu. Ừ, sao vậy thần ca? Thần ca, huynh có thấy cái con cá bị lúc nãy ở trên trái thành đảo không? Thấy rồi, chúng ta phải mau, không phải tới đây tham gia quan du lịch đâu. Mày còn mua thì tôi xem cái gì mà xem. À, chỉ còn nguyên liệu thì ta có thể tiếp tục luyện chế thần ca, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có phải là để có thể luyện chế pháp linh đan không? Hơn nữa, pháp linh đan mà ta luyện chế là nhị lâm chi lực, phẩm chất cao hơn nhiều so với pháp linh đan bình thường. Có thấy tiêu đề rất lợi hại không? Ừ, được rồi, ta thăng cấp đến thần pháp cảnh, cần lượng lớn pháp linh đan, tiếp theo phải nhờ cá vào đây rồi. Thần ca, quên nói xem, một thành bang lớn như kinh thành có nơi nào đó có thể vui sướng không? Điện đang nghĩ cái gì vậy? Mau nghĩ xem, để còn bao nhiêu nguyên liệu gì đi, để ta còn tìm thôi cho đủ. Đã kinh thành đã lấy thiên tài gì bảo, tìm một dược phường là có thể mua được rồi. Hay là chúng ta đi vui vẻ hơn lúc đi. Vậy chứ cái con khỉ, không học cái tốt học cái xấu không à? Ây dù, ta nhớ thần ca không phải là cái lỗi người đàng hoàng mà. 140 có người sồi mối, kinh thành và dược cát. Lần trước thuốc mà chướng quầy đùa thật sự rất hữu dụng, các người không nghe thấy tiếng rên của cô gái điếm đó đâu. Chìm gió vừa thôi, vừa vào đồ chơi đó của người thì dòng tiền đàn cũng không lên nổi. Lưu Thông Thiến, lần này có kịch hay để xem rồi. Kiếm tiên môn và hỗn tiền đàn môn, hai đời tiền môn gặp nhau, chắc chắn đầu rơi máu chảy, máu mất một còn rồi. Lưu Thông Thiên môn bây giờ không phải nên tập trung toàn lực đột phá tân pháp cảnh ngũ trọng sao? Sao lại có thời gian tới kinh thành gì? À, hai vị khách quan, dạ thân thôi, trưởng quay làm ăn rồi. À, hai vị khách quan, đã giá quan làm cần dứt liễu gì vậy? 40 Pháp Long Thảo một lượng lớn. Pháp Long Thảo có không? À, có thì có, nhưng mà giá cả có hơi. Giá cả không thành vấn đề, nhưng mà chúng tôi cần 3.000 cây dược phường của ông có hay không? 3.000 cây? Vậy thì phải còn tới 500 vạn trần khí cựu tướng à? Sẽ chứ tôi mua không nổi, 500 vạn thì 500 vạn, mau lấy Pháp Long Thảo ra đi cho tiểu già. Ui, chân quầy, chúng tôi cũng cần Pháp Long Thảo của cả vạn dược cát này. Kiếm đạo thất hùng, kiếm tiền môn kiếm đạo thất hùng, thân pháp kinh nhất trọng. À, kiếm đạo thất hùng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hoan nghênh các vị đại giả hoàng lâm, đây là vinh hạnh của vạn dương cốc chúng tôi. Mấy người bọn ta tới đây là muốn mua Pháp Long Thảo của cả vạn dược cát, còn lại thì không còn nói nhiều. Hiểu ạ, nhanh lên, đừng đỡ bọn ta để sốt ruột. Bọn ta đã thanh toán xong rồi, chở quầy làm ăn với dự trữ tín. Ông biết người không dự trữ tín cuối cùng sẽ như thế nào không? À, vậy dần hai vị nói phải, thật là khổ cho chưởng quầy. À, thật ra không dám giấu gì các vị, chứ vạn dân cát có tất cả 6.000 cây Pháp Long Thảo. Lúc nãy hai vị tiểu huynh đệ này đã mua mất 3.000, bây giờ chỉ còn lại có 3.000 thôi. Ồ, hai người các ngươi là đệ tử nhà nào? Bốn ta là kiếm đạo thất hùng của kiếm tiền môn. Lần này mua hết tất cả Pháp Long Thảo trên phố, 3.000 cây Pháp Long Thảo của các người, không cần phải mua nữa đâu. À, xin lỗi chư vị, chứ bọn ta mang sứ mệnh trên người, cũng đã đoàn mặt sau dịch xong giao dịch của trưởng quầy rồi, không tiện nhường lại rồi. Trưởng quầy, ông có chắc là muốn giao dịch với bọn chúng chứ? Ở chuyện này, ôi, hai bên đều là thần pháp cảnh, thật là ta khổ quá mà. Nói cho hai vị này biết, giao dịch của họ không thành. Hả? Ui. À, đừng, không bàn nữa, không bàn nữa. À, giao dịch của bọn họ không bàn nữa. Trưởng quầy, đây là ý gì? Giao dịch đã bằng xong rồi, bọn ta nói bỏ là bỏ. Chuyện này đối với sư tôn của ta biết, ông sẽ không dễ dàng sống đâu. À, vị khách quan này được cái tức giận, ta cũng hết cách rồi. Kiếm đạo thất hùng, buôn bán phải có trước có sau. Các người ép bức như vậy là chuyện của một môn phái lớn làm sao? Người cái gì? Người mắng kiếm tiên môn bọn ta một cút đi. Nếu không phải bây giờ ta sẽ giết người. Sao hả?
Muốn giết à? Bị. Mấy người các người còn không cút ra ngoài cho ta thì là mất thể diện. Nhị sư huynh, sao huynh lại tới đây? Không tới thì đợi dọn xác cho các người sau. Lâm thần huynh đệ, mấy tên tiểu tử này có kiếm tiền mồm ta còn non nớt, không biết đại danh của huynh. Mong huynh nỡ mặt kiếm vô đạo sư huynh ta, đừng có chấp nhận với bọn họ. Hắn chính là Lâm thần của Thái Thanh Môn. Nếu đã là sư địa của đạo huynh, vậy thì chuyện này bỏ qua vậy. Còn không mau đã tạ Lâm thần huynh đệ. À, Lâm thần đại ca, thất hùng chúng tôi có mắt không thấy thái sườn, mong huynh rộng lượng để cái chấp nhận bọn tôi. À, chúng tôi không cần phải lòng thạo nữa, đều nhường hết cho huynh. À, sao vậy? Vậy thì ngại lắm mà nha. Nếu phải không phải thần ca của ta nhẫn nhịn thì các người sáng đã biến thành tro tàn rồi. Ai phải kiêm tốn chứ, kiêm tốn chút. Lâm thần huynh đệ tới kinh thành có phải là vì buổi đấu giá tình thế không? Quả nhiên đều tới tham gia buổi đấu giá tình thế này. Đúng vậy, nghe nói buổi đấu giá lần này có một thế lực thần bí tham gia. Không biết vô đạo huynh đã nghe chưa? Khách quan, đấy là pháp Long Thảo ngài cần. Lúc nãy lão phu chỉ bất đắc dĩ, ngài đừng có giận nha. Ai giận rồi? Quay về, ta phải nói với sư tôn của ta, ông cứ để chết đi. À, đúng là như vậy, bảo vật còn đấu giá không chỉ tu út cấp, thu hút cấp hoàng giả như Lâu Thông Thiên, mà còn là các thế lực thần bí khác tới nữa. Lâm thần huynh đệ nhất định phải cẩn thận đó. Đây là thư mời ngày mai của buổi đấu giá tịnh tế, coi như là ta lỗi, cô ta thay mặt cho các sư đệ đã vô lễ mạo phạm huynh. Đa tạ. Tột qua rồi, mình còn đang nghĩ làm sao để trà trộn vào, lần này có thể một cách hoàng minh chính đại rồi. Ai, tí nữa thành ăn cướp rồi. Nhà trò vàng lông. Thần ca tần ca, pháp linh đan ta đã luyện chế xong rồi. Vãi, người có chuyện gì vậy? Luyện đan gì mà thảm quá gì? À, tại ta ngủ gật có một lát, không chú ý đồ lửa. Nhưng mà thần ca yên tâm đi, chất lượng của pháp linh đan này không thay đổi chút nào. Người có chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Kiều Long Đệ, thay ta hộ pháp, ta phải thăng cấp tu vi trước khi trời sáng. Sao có thể? Khi tức khủng bố này tuy không đạt tới thần pháp cảnh nhị trọng, nhưng lại mạnh hơn bốn vị quan giá cộng lại. Thần ca đúng là yêu nghiệt võ kỹ mà. Kiều Long Đệ, vất vả rồi. Trời sáng rồi thần ca, chúng ta phải tới buổi đấu giá thôi. À, được đi thôi. Thịnh thế các hoàng cung kinh thành. Thịnh thơ các, tên cũng bá đạo đi chứ. Trình thư mời. Là cái này sao? À, dần dần mời hai vị vào chơi, chơi vui vẻ. Thần ca, nhiều mỹ nữ quá. Ôi, nhìn văn, dáng vẻ chưa trái sư đệ của đệ kìa. Quà đứng dậy. Hoan nghênh các ngài đại giá hoàng làm tiểu kiếm hoàng. Quà. Kiếm vô đạo còn sắp xếp tiết mục giá trị này nữa chứ. Ôi, trừ bắt giới nhập thân rồi. Thần ca chúng ta phát tài rồi. Lâm thần huynh đệ, Kiêu Long huynh đệ. Tập 142. Kiếm mộ cung kính chờ đợi nhiều giờ rồi. Mời hai vị theo ta. Tiểu kiếm hoàng kiếm vô đạo. Y áp hoàng quá là ai gì? Lâu thông tiếng. Quá nhiên là hắn. Hoàng nghênh các vị đạo hữu tiền bối, buổi đấu giá tình tới chính thức bắt đầu. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, ta có một tin nói cho mọi người biết, tin tốt. Trong các vật phẩm đấu giá lần này, người tổ chức tạm thời bổ sung thêm một tấm huyết uyên tàng bảo đồ. Wow! Khí huyết sát huyết uyên quá nồng, địa thế vô cùng phức tạp. Càng vào sâu càng không rõ đất ở dưới chân là thật hay giả.
muốn vào kiểm tra sâu bên trong hí thuyền thì phải có các địa đồ chính xác. Lấy nào bảo tàng này chính là hí thuyền địa đồ? Ta nghe nói sự tồn, nói sự thay đổi thất thường của hí yên lần này. Rất nhiều người muốn điều tra, nhưng buổi đấu giá lần này e không chỉ là một buổi đấu giá đơn giản. Vô Đạo Huynh, lần này tới đây cũng là nhắm tới hí yên sao? Đúng là không giấu gì Huynh. Nghe nói dị biến của hí yên lần này là do sự ra đời của một chuẩn đạo khí dần tới. Người có được chuẩn đạo khí này sẽ tiếp chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng cấp bụi. Để vào huyết yên bồn tà, bất buộc phải có huyết yên đi đồ trước. Chuẩn đạo khí. Nè, một tám tiểu thư, rốt cuộc là cái gì mà đừng có ấp ấp mở mở nữa? Đúng vậy đó, nếu đã có huyết yên bảo tàng đồ, thì những bảo bối khác đều không cần đồ giá nữa. Trực tiếp mang tấm báo đồ này lên đi. Mọi người đừng có vội, có hơn 124 vật phẩm đấu giá. Tấm báo đồ đó sẽ được giấu ở trong bất cứ một vật phẩm nào. Cũng có nghĩa là ngài tự ý chọn một vật phẩm có khả năng có được huyết yên tàng báo đồ. Đấu giá nhờ sự may mắn. Ôi chết tiệt, không lấy được tấm báo đồ ra đấu giá, lấy tầng kem ngẫu nhiên. Ôi không không, ta thấy họ làm như vậy là một chủ ý vô cùng tuyệt vời. Dành cho người nghèo may mắn. Chủ ý rất tuyệt vời. Các người nghĩ xem, buổi đấu giá tạm thời nói là có một tấm bản đồ, đồng thời giấu vào trong 124 bảo vật đấu giá. Mọi người vì đã có được tấm bản đồ này vốn chỉ cần mua một hoàng khí, nhưng vì bảo tàng lại không thể không mua. Mà những hàng hóa khác như vậy chẳng phải buổi đấu giá kiếm được món hời lớn rồi sao? Chính xác. Dạ đúng là gian thương. Được rồi, dù sao chúng ta cũng không mua nổi, xem náo nhiệt là được rồi. Đợi chia khỏi vị trận, giá khởi điểm là 100 vạn chân khí cự tượng. 200 vạn. Ta ra giá 1.000 vạn. 1.000 lần 1, lần 2 và lần 3. 1.000 vạn thành giao. Bồ ngủ quá tận, cà ơi. Tối qua liền đàn cả buổi không ngủ rồi. Bồ ngủ chết ta rồi. 1.100 vạn lần 1. 100 vạn lần 2, 100 vạn lần 3 thành giao. Tiếp theo là nhân 6.000 năm, giá khởi điểm là 300 vạn. Tấm thuốc 2 kênh vừa đã trôi qua. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ 100. Một món đồ được đem từ trong cấm địa hủy yên. Nghiên chủ thấy kỳ lạ, cầm thơm bán mua thần vào cảnh, gắn sức toàn lực cũng không thể nào mở ra trên nền. Đã đẹp tới buổi đấu giá, giá ký điểm chỉ còn 10 vạn chân khí cư tiện lên thịt. Cái gì? Đem món đồ như vậy tới lừa gạt bọn ta ư? Đừng có nói ta là báo tuồng, tan báo đồ ở bên trong cái này nha. Nhưng mà cái món đồ sắc vô dụng như này cũng lấy ra được. Buổi đấu giá muốn kiếm tiền ta phát điên rồi sao? Tiền ngốc nó mới mua cái này chứ. Tên về từ huyết yên, thú gì đây? À, tuy không phải là đồ tốt gì nhưng nó rất rẻ. Thì là nhạt nhẽo, có rẻ cũng không mua. Làm thần, đây là manh vỡ tôn thiền pháp. Là một tàng tích lớn như vậy đủ cái khiến người thần cấp lên âm dương cảnh đó. Cái gì? Manh vỡ tôn thiền pháp đã xuất hiện ở huyết yên ư? Mau mua lại. Ây da, nhưng mà lại không có tiền. Đừng lờ mờ nữa, để lát nữa là bị khác kiếp cướp cho đấy. 15 vạn chân khí cơ tương linh mạch. Ôi ta chỉ có 50 vạn thôi. Các vị đại ca đại tỷ có bỏ tiền thì bỏ quà cho ta đi nha. Ta thấy tới này là muốn tăng bổ đồ để phát điên rồi. Bỏ ra 15 vạn mua một miếng sắc dụng. Là một tiền ngốc của một phái nào vậy? Ai dò, các ngươi cũng đừng có nói nữa. Dù gì tăng bổ đồ cũng có 1% cơ hội đó. Còn có ai ra giá nữa không? 300 vạn. Thì 300 vạn vái lờ. Đúng là ép men mà. Lâm Tần tiểu huynh đệ lâu rồi không gặp. Không ngờ ngươi cũng thăng cấp lên hoàng giả rồi. Đúng là giỏi thật. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thế mà lại gặp người ở đây. Thật ra miếng sắt vụn đó ta vốn không để ý tới. Chỉ là muốn cướp đồ mà ngươi thích về tay thôi. Sao cũng muốn tiếp tục tăng giá không?
nên nói là người mùa có nổi không. 50 vạn cho khí tượng đã là giới hạn của mình rồi. Cái người nghèo đúng là chính hiệu. Thần cà bên trong có 1.000 vạn, có việc tiêu đi. Cả phú hào chống đỡ rồi. Hảo huynh đệ, nào chúng ta ra ngoài sao có thể nuốt cái công tức này được chứ. Thần cà có việc tiêu tiền, hết thì lại tìm sư tôn lấy. Dù gì là sư tôn cũng rất là có tiền. 1.000 vạn. 1.000 vạn, khẩu khí lớn như vậy, dập chống đối với Thiền Ban Hoạt, đúng là tìm chết sao? Thiền Ban Hoạt, ngài muốn tăng giá nữa không? Không tăng nữa. Tập 144. Sắc vụn xứng với phế vật. Ta cần nói làm gì chứ? Ngươi nói phải không, Lâm Thần tiểu huynh đệ? Thiên Văn Hoàng nói chỉ phải, sắc vụn phải xứng với lời phế vật như ta. Nếu không thì không thể hiện được giá trị của nó. Giống với loại người tài tạo mặt lớn, nhiều người chỉ thích giành vật kỹ của thiếu chủ mọi nhà. Làm gì thầy em tới cái mấy món đồ chơi này có đúng không? Người nghe nói Thiên Văn Hoàng từng đọc kỹ võ kỹ của Lâm thiếu chủ Lâm già, không biết anh là tòa cà giả nữa. Ôi, cái này cũng quá bị ối rồi. Lâm Thần huynh đệ, huynh có nhầm lẫn gì không? Bây giờ không phải là lúc đấu khí với Lưu Thông Thiền đâu. 1.000 vạn thực sự không đáng. Yên tâm đi, ta tự có biết có tính toán. Nếu đã không còn ai đấu giá, vậy thì chúc mừng vị khách phòng số 7 đã giành được vật phẩm đấu giá thứ 100. Mời quý khách phòng số 7 trả phí giao dịch vật phẩm tại nơi. Ây da, đúng là phá gia trì tử. Ôi thần ca, ý giỏi thần ca dối quá. Chúc mừng khách quý phẩm số 8 vì đạo hữu ngồi ghế đặc biệt trong 100 món vật phẩm đấu giá đã trúng được huyết yên tăng bảo đồ. Chúc mừng ngài đã tìm thấy được kho báu. Cái gì, chuyện này sao có thể? May mắn này cũng là quá khó tin rồi, sao ta lại không trúng chứ trời ạ? Bỏ ra 3.000 vạn ta cũng mua. Wow, thần ca vui quá, ta yêu thần ca rồi. Vật may cho chết đi của ta cũng quá may mắn đi. Chuyện này Lâm Thần huynh đệ, vẫn mấy cô này của huynh. Wow, bao nhiêu con mắt đang dồn tới. Thần ca, những con rùa này chắc chắn là muốn giành tặng bảo đồ của chúng ta, làm sao đây? Ở đây không thiếu hoàng thần quốc tích. Lâm Thần huynh à, huynh thảm rồi. Xem ra không liều chết một trận thì không thể ra khỏi tỉnh thế cát này rồi. Ý? Bám chắc vào giọt máu, máu đuổi theo và tán máu đổ trong tùy hắn, ai cũng không được giành với ta. Tán máu đổ là của bốn hoàng ta. Giọt mò kéo rồi. Thần ca, thắt lưng của ta ui sắp rơi rồi. Mà quan trọng hơn, thắt lưng quan trọng bám chắc vào. Ôi thắt lưng của ta. Sao bọn họ lại không tấn công chúng ta? Trong vòng cùng nghiêm cấm vũ lực, dùng vũ lực. Nếu như không giết ông ta, thì đợi tới khi chúng ta ra khỏi hoàng cùng thì tình hình sẽ khác rồi. Lâm Thần huynh đệ, chuẩn bị làm thế nào đây? Thoát khỏi cái đám người này tới huyết yên. Khó thoát khỏi cái đám người này lắm, xem ra ta không thể chung đường với huynh rồi. Tại sao ba người chúng ta lại không cùng đi? Lộ Thông Thiên và Đại Hoàng Tử đuổi tới rồi. Các ngươi cứ đi đi, ta đây chặn hắn ở đây. Cùng đi đi, đi độ cho ta, ba người chúng ta còn có thể phối hợp. Đồng vậy đó, Vô Đạo Quỳnh, cùng đi đi. Đừng có nhiều lời nữa, mau đi đi, đừng có phụ lòng tốt của ta. Thần ca làm sao đây? Đi. Tới đây. Thần ca, tiếng nữ hạ phàm rồi. Ta không có màu. Nhìn thấy được cô ta là bị thương nặng.
đây. Vậy ăn mồm bởi khí quỷ thần sao? Cô nương à, có sao vậy? Thế cái đồng bào ta, các ngươi là ai? Tần ca, chúng ta là ai nhỉ? Bọn ta không phải là người xấu. Thiền sát Diêm Kình là cô ta có tháp thụ quỷ thần dị khí của cô. Tốt nhất cô đừng có đụng đậy. Kiều Long giơ tay giữ chân cô ấy. Huỳnh, muốn làm gì? Chị thương chứ làm gì? Hử? Cô nương, cô đừng có động đậy. Đừng có động vào ta. Úi, nếu người dám động vào ta một cái, ta sẽ giết ngươi. Út cha. Ôi, ta đâu có động, giờ cô lại đá ta chứ? Bí mật. Khí quỷ thần ở trong người cô đã bị ta hút sạch rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Ôi đau quá đi. Sắp tuyệt tử tôn luôn rồi. Hàng ngàn hàng vận pháp lòng bảo. Sao lại cứu ta? Còn vì sao nữa? Là vì thần ca ca của ta là người lương thiện. Con đã nhìn thấy tiếng nữ chịu khổ. Đúng không thần ca? Coi như là vậy đi. Nhưng mà có bị nhiễm khí quỷ thần ở đâu vậy? Tại quỷ thần cốt. Cô từ quỷ thần cốt ra đi sao? Ở đó có phải là có rất nhiều pháp lông thảo không? Pháp lông thảo thì hàng ngàn hàng vạn, nhưng có một quỷ thiết địa lồng thân pháp cảnh nhi trọng canh giữ. Ta đã bị nó làm cho bị thương. Cái gì? Hàng ngàn hàng vạn pháp lông thảo? Ui cha, sắp dâu rồi. Nào nào nào, đưa bọn ta đi đi. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá Tần ca ơi. Ba bản pháp lồng thảo dường như ta đã thấy chúng đang vẫy gọi ta rồi. Vị trí địa chủ chính là cái trú ngụ ở đây. Đợi lấy được pháp lồng thảo thì nhất định phải chi cho ta 5.000 cây đó. Không vấn đề gì, Kiều Long đi hái pháp lồng thảo đi, để ta đối phó với cái tên này. Vâng Thần ca. Tập 149. Cô lỗ, chết tiệt, lại là tiểu tập vô sĩ nào lại tới trộm pháp long thảo của bổn hoàng. Ê, chết tiệt, đỡ chút. Thiền sát Diêm Lật Kinh. Loài người nhỏ bé, người đây là khiêu khích bổn hoàng, bổn môn phải xé xác người ra. Muốn chết. Phục thiên chi thủ. Dám cứng trọi cứng với bổn hoàng, tìm chết sao? Lời người xảo quyệt, đừng có qua đây, nếu không bổn hoàng sẽ tìm chết ngươi. Lời người xảo quyệt, đừng có qua đây, nếu không bổn hoàng sẽ tìm chết ngươi. Không nghe hả? Lâu nè, người chính là quỷ thiết địa lồng. Chính là bổn hoàng. Thì thả bổn hoàng ra, thả bổn hoàng ra. Cái loại người ngu xuẩn, người đồ ăn trộm. Thì nữ tỷ tỷ, nó biết mình bị con tiểu hắc lông này làm cho bị thương, chắc là chết, tức chết mất rồi. Thì ra ngươi và người phụ nữ xấu xa, thù vụ ngần đó tới cùng nhau, các ngươi đều là đồ ăn trộm. Ây dồ, thì ra là tiên nữ tỷ tỷ, tên là Vũ Thu Ngân à? Vậy pháp lông thảo bên ngoài đều là của người? Không phải của bổn hoàng, lẽ nào là của người sao? Không có mệnh lệnh của bổn hoàng, thì pháp lông thảo sẽ không ngon ngon để cho các người hái đầu. Là ý gì? Ta đã đại lão của chúng, chúng đều nghe theo lệnh của ta. Không có mệnh lệnh của ta thì chúng sẽ không hiện chân thân. Thần ca. Chuyện gì vậy? Pháp lông thảo ở đây đều rất là kỳ lạ, cầm không được, lại không có chân thân. Nhất định là thủ đoạn của quỷ thiết địa lồng rồi. Chính là thủ đoạn của bổn hoàng. Pháp lông thảo của quỷ thần cốc đều là tiểu đệ của bổn hoàng.
Các ngươi muốn đưa chúng đi thì phải hỏi bổn hoàng có đồng ý hay không đã. Cái gì, đây là quỷ thiết gì lâu quá? Đỡ họ đem pháp lòng thảo đi, nếu không thì sẽ đem người sẽ tìm ta mạnh. Người tướng bốn họ sẽ sợ người sau. Bảo pháp lòng thảo mẫu hiện cho thần nhìn lên. Không biết dùng con tiểu hắc long điện đàn xì quả như thế nào nhỉ? Lần trước ngươi làm ta bị thường, món nợ này ta vẫn chưa tính sổ đâu đấy. Hồi đưa cho các ngươi, đưa cho các ngươi. Mau lên đi. Mà chị nhãn, pháp lồn thảo thức tỉnh. Màu nhấn lúc này, màu chống hái, pháp lồn thảo đi, nếu không sẽ bị má nhãn nuốt chửng đấy. Hả? Hiến hình, kiều lồn mâu. Thu. Ý. À, sắp chết rồi, mau chạy thôi. Chuyện gì vậy? Cái này là cái gì? Là ma nhãn, dòng quỷ thần chi nhãn của người trần áp nó. Quỷ thần chi nhãn. Ừ. Ý. Wow, là thần tượng có thể trấn áp mà nhãn ư? Cháu nhận tổng kính, ta nguyện trở thành nô bộc của ngài. Mà nhãn đã trấn áp ta mấy trăm năm rồi, ta đã từng thờ rằng ai mà trấn áp được ma nhãn, ta chỉ làm nô bộc của hắn. Ta dựa vào cái gì mà tình người? Ta có thể dẫn cho chủ nhận tới động phủ của ma đế, lấy trường sinh huyết linh quả. Động phủ của ma đế, trường sinh huyết linh quả. Đúng vậy đó, quỷ thần chi nhãn được gọi là ma thần chi nhãn, xếp số 1 ở trong luân hồi ma điển. Muốn phát huy hết sức mạnh của nó thì buộc phải dùng trường sinh linh quả trong động phủ của ma đế. Tiên nữ tỷ tỷ, lời nó nói là thật sao? Trường sinh linh quả là có thể chống lại huyết sát ma khí ở nơi sâu ở trong huyết yện. Một quả thôi là có thể bán ra với giá trên trời rồi. Giá trên trời. Tốt quá rồi thần ca, có được pháp long thảo này, con lấy được trường sinh huyết linh quả, sau đó thì huyết yên cũng không uống ở nhà. Như vậy sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ phong hóa lão tổ dạy cho mình sao? Quý thiết địa lòng, tiểu đệ ngươi ta thu nhận rồi, dẫn đường đi. Chưa nhận động phủ ma đế ngay phía dưới lòng hòa quân quý chi nhãn của ngài chính là chìa khóa để mở động phủ. Cái rãnh ở giữa không phải là nơi đặt cuộn chứ? Thử là biết ngay. Quà cửa mở rồi, vai lớn như vậy. Đó chính là trường sinh huyết linh quả ư? Đúng vậy đó chủ nhân. Quà nhiều trường sinh huyết linh quả quá, thần ca chúng ta phát tài rồi. Ấy ấy ấy, còn hẳn động bì bả sẽ là có cơ quan. Bốn hoàng còn đang rồ vì không tìm thay động phủ mà để đây. May mà các ngươi lại dẫn đường. Ngươi lại xã khí tộc huyết hiếu, không muốn chết thì một cút đi. Lâm thần à, cẩn thận đó. Tư vị của tên này là thần pháp cảnh tam trọng. Thần pháp cảnh tam trọng à? Và chẳng sợ giết bọn mình dễ như trở bàn tay sao? Tập 154. Ngươi theo dõi bọn ta sao? Tuyệt đối không thể lấy chứng cứng trời cứng với hắn được. Vì tới nước này rồi còn hỏi nhiều làm cái gì chứ? Đi chết đi, cương khí võng. Chuyện gì vậy? Là quỷ thiết địa long. Sầu kiến vô trì lại dám mạo phạm chủ nhân của ta. Cái gì? Là quỷ thiết địa long. Vãi.
Cái này vì sao lại đánh thua thằng Men nhỉ? Quỷ tiết địa long phun lửa. Wow. Chịu nhận chí thuận chí hỏa của ta dường như không có tác dụng gì về chúng. Vậy phải làm sao? Kiều Long và Vũ Ngượng đi hái trường sinh huyết linh quả đi. Ta cầm trong bọn chúng mà đi. Thần cá nhờ cả phụ huynh. Ngươi được không đấy? Được chán, nhân lúc này mau qua đó đi. Quỷ thiết đi Long. Thiên sát Diêm La Kinh. Đây là cái gì vậy? Là sinh tử lục huyền môn. Thứ này lúc nãy người phá chính là pháp trận sinh tử lục huyền môn. Mau hấp thụ nó đi. Của sinh tử lục huyền này từng là đạo khí đỉnh cao, có lời vô cùng lớn đối với tu vi của người. Thân ca ca, mau tới xem đi, có thứ gì đó trong quan tài nè. Nè, để cái đồng đồng lạy lung tung, cẩn thận trá thi. Để nhớ một tay coi, nắp quan tài này nặng quá đi. Hãy để ta dùng lửa thiêu nó. Nè, người nào não heo hay sao? Nếu như tiêu luôn cái bảo bối bên trong thì phải làm sao? Nè, tránh ra hết đi. Đây là thần ca, đây là bảo bối gì vậy? Dạ, Minh Châu sao? Đây là cực đạo chi thạch, có thể ngưng tụ vũ đạo thần thông. Chịu nhận à, người mau lấy nó xuống đi. Vậy thì để ta đi. Vẫn may của thần ca dễ đến lừa sợ chết. Người cẩn thận một chút. Cảm giác cũng không tệ, mát lạnh nhà. Đồ tố, cảm giác này tuyệt vời quá. Xem xong chưa? Xong rồi thì đặt nó vào trong uyển linh thần kính đi. Ta cũng muốn sợ. Con sợ nữa chắc không mất ai cản ánh sáng rồi. Không phải ta, cũng không phải ta luôn. Không phải các người, gì là ai? Thì nhóc nhà người đã dám trốn trường sinh linh huyết quá của ta đó rồi dành. Ngay các cực đó chứ ta cũng không bỏ qua. À, trả thì yêu nghiệt phương nào, yêu nghiệt cái đầu người, đi chết đi tiêu tử thôi. Thiền mà để con trai của ta và ngươi cũng dám ra tay. Đây là lão đầy ca, sao lại là huynh? Thiền mà ngươi muốn làm, muốn lão lòng vợ ta đốn tứ tiêu tôn sao? Ây, a lơ hiểu lầm. Nó là cháu của người đó. Hoàn toàn là hiểu lầm mà, lão đại ca. Phụ thân là người sao? Thần nhì, con bây giờ làm tốt lắm. Ồ, không bao lâu nữa thì con nhất định sẽ cứu phụ thân ra ngoài. Thời gian cho có thể tạo tổng huyễn linh thuật thần kính không còn nhiều nữa rồi. Con hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng có quá cạnh tranh hiếu thắng đối với những người bạn xứng đáng phải nghị khí. Gặp chuyện thì phải biết nhẫn nhịn. Con sẽ nghe theo lời dạy của cha. Cháu người đó muốn gì thì người đưa nó là được rồi. Sống không có được thì chết không mang theo. Đừng có kéo kỳ như vậy chứ. À, là đại ca đối phái. Không ngờ người lại là cháu của lão phù. Nói đi, muốn cái gì thì thúc cho người luôn. Thật sao? Cháu nghèo muốn trên răng dưới dép thôi à. Để người ở lại làm đồ đĩa của ta. Quả thần ca, nhiều báo vật như vậy lần này chúng ta phát tài rồi. Đừng có quên cấp đạo gì thật mà người đã đồng ý với ta đó.
Không quên không quên, đừng có phân cá. Bên trong có huyết nhục thành huyền, tiên anh ma hòa cộng thêm những thứ mà các người trộm nữa, coi như là kiến hết gia sản của lão phu rồi đó. Nhưng mà bây giờ ta lại có một yêu cầu rồi nha. Yêu cầu gì cơ? Để lấy tiêu tư này, bổn đế dạy hắn thuật liền thuốc. Hả? Ý, ta không đồng ý. Ta chết thì cũng phải đi cùng với thần ca. Ta sống là người của thần ca, là ma của thần ca. Nè 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 nè, tiền mà thức à? Sao tự nhiên người lại muốn về cho kiều lòng thuật liền thuốc vậy? Hắn hình như cũng không buồn lắm. Trong người có tiểu tử này có luyện hóa chi đỉnh của luyện hóa tôn giả nửa năm. Bốn đứa dễ hắn thuật liền thuốc đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. À đừng tưởng ta là không biết ông muốn hại ta. Lão già ông xấu xa lắm. Hả, ta hại ngươi cái gì? Tiểu tử không biết tông xấu nhà ngươi. 157. Tỷ phụ thân có giao tình với thiền mà thuốc, nhưng mình không hề hiểu ông ấy. Nếu như đã kiều lòng ở lại đây, không biết ông ấy sẽ đối xử với kiều lòng như thế nào đây. Làm thần bảo kiều lòng đồng ý với ông ta đi. Luyện hóa tôn giả là cường giả đứng đầu tung hoành dân gian. Kiều lòng của được ông ấy là toàn bộ sự kế thừa của ông ấy là chuyện tốt. Sau này tiền đồ của hắn là không thể đoán trước được đâu. Nếu thật sự như vậy, đối với kiều lòng mà nói, quả thật là một cơ hội hiếm có. Đi theo mình ngược lại sẽ cản trở sự phát triển của đệ ấy. Kiều lòng à, ở lại đi, trở nên mạnh hơn không phải là chuyện xấu đâu. Hế? À, thần ca, sư huynh nghiêm túc sao? Sư tông bốc để đi theo luyện thuốc cho huynh. Không có đệ thì đang giữ có huynh, làm sao đây? Chẳng phải ta còn có cảm nàng sao? Đồ bên trong đủ cho ta dùng khoảng thời gian rồi. Nhưng mà người ta không nỡ xa thần ca. Quách sao lại giống như là người vợ nhỏ giỡn hơn vậy? Bình thường một chút có được không? Thần ca, đệ học, để sau khi đệ thành tài thì nhất định sẽ đi tìm huynh. Huynh đệ tốt, ta đi để quay lại. Thần ca ơi, đi mang theo đệ, bây giờ bỏ đệ ở lại nơi này. Đưa chè ngòn, đưa cái đấu lòng nữa, chuẩn bị nên rèn luyện công thôi. May mà có người, vết thương của ta mới hồi phục. Cô giúp ta nhiều như vậy, trị thương cho cô cũng là điều nên làm thôi. Đã nói là sẽ đưa cô cấp đạo chi thạch, cầm lấy đi. Mất rồi thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Tiếp theo thì người đi tới, Huyết Yên lui sau. Nếu không phải cô vội về nhà thì chúng ta còn có thể kết bạn đồng hành cùng tới Huyết Yên đấy. Trong nhà còn có chuyện gấp, lần sau gặp lại là không biết là lúc nào. Để rồi sau này sẽ gặp lại. Lâm Thần. Ây da. Cái này là đóng cọc rồi. Mọi chuyện cẩn thận đó. Cô cũng vậy. Wow. Là ma lông. Hóa lùi hoàng ma lông phía trên có người kìa. Mà kệ hắn đi, là người hay quỷ, nhất định phải xông về phía Huyết Nguyên Trì. Ông tên Quỷ Thế Đi Lông, tuân mệnh chủ nhân. Úi, cứu tôi. Đây. Mũi tên đó là các người bắn sao? Sát quần Lâm Thần, sao ngươi lại đây? Hỏa Lôi Hoàng và Huyễn Luân Hoàng. Huyết Uyển là nhà ngươi sao? Ta tới thì còn phải thông báo với các ngươi à? Ngôn cuồng. Thần ca. Thần ca. Bảo Vương à, sao ngươi lại ở đây? Thánh nữ và Vân La Hoàng lựa cho ta ở đây đợi huynh, bảo ta dẫn huynh tới Huyết Linh Trì.
Kết quả lại bị mấy cái tên ngốc vô xiêm sĩ này cướp bóc, muốn lấy võ ký của ta đúng lên nước cười. Thầy Nhũ, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Ở Huyết Linh Trì, giờ thì chúng ta sẽ đi tìm bọn họ. Muốn đi đâu có dễ như vậy, giờ ra võ ký trên người của người, bổ ngoan sẽ tha mạng cho người. Nằm mơ đi. Cửa đã mở rồi, mở rồi. Mau, cửa thông tới Huyết Nguyên Trì lại mở rồi rồi. Còn đợi cái gì nữa, mau nhảy xuống đi. Huyết Nguyên Trì của bổn hoàng, các người đi chết hết đi. Huyền Lương Hoàng, ngươi thật là vô sĩ. Bao ca, mau qua đây. Tiểu tử người. Quỳ Thiết Long sống vào. Muộn chạy không có dễ như vậy đâu. Ý đây, thượng phẩm hoàng khí, một tinh thần pháp cảnh nhất trong nhỏ nhồi nhiều người, sao lại có dị bảo này? Hiện tượng quân vương tháp trấn áp cho ta. Ở đừng mà tha mạng, muộn rồi. Lâm thần tiểu nhi tả ta ra ngoài, tên tiểu tử khốn nạn như người nên chịu ngàn đạo thương. Nếu người đã thích đi theo ta như vậy thì ngươi cứ đi theo cho đã đi. Để hôm nay ra ngoài thì nhất định sẽ bấm vào người thầm ánh bụng. Vậy thì phải xem người có bản lĩnh ra ngoài không đã. Chỉ nhân à, phía trước chính là cửa vào Huyết Nguyên Trì. Đây chính là Huyết Nguyên Trì sao? Sao lại không cảm nhận được sự dao động pháp lực của thánh nữ và Vân La Hoàng? Sự dao động pháp lực của họ chắc là bị huyết sát dây đặc che mất rồi. Vào trong rồi hàng nói. Vào cà huynh hiểu được bao nhiêu vào Huyết Nguyên Trì? Nghe nói Huyết Nguyên Trì là nơi chứa đựng thành nguyện của cả huyết hải. Không chỉ có sức mạnh thần chủng mạnh mẽ, mà còn sinh ra Huyết Linh Châu nữa. Dùng Huyết Linh Châu thì mới có thể chống lại được khi huyết sát ở nơi sâu trong Huyết Yên. Thánh nữ và Vân La Hoàng nếu như hấp thu Huyết Linh Trì thì sẽ thăng cấp lên thần pháp cả nhị trọng, thậm chí là tam trọng cũng có khả năng. Chắc là thánh nữ và Vân La Hoàng. Chủ nhân cẩn thận đó, bên trong cũng có 7 cao thủ thần pháp cảnh. Chủ nhân cẩn thận. Đi chết cho ta. Muốn ta chết cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không đã chứ. Mấy người đó là ai vậy? Thông Thiên Đảng Ngũ Tình Chi Tử. Ây da. Tập 162. Ôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Chứ dù ngươi là thanh nữ thì đã sao, cũng hết cách với Ngũ Tình Chi Tử ta thôi. Ngon ngon chịu chết đi. Tinh Hà vỡ vụn. Thượng phẩm hoàng khí, Huyên Thượng Quân Vương Pháp. Kẻ nào? Thông Thiên Đảng đang làm việc ở đây, ta khuyên người mau rời khỏi đi. Người có Thông Thiên Đảng từ khi nào lại dám cử lên đầu của Thái Thành Môn vậy? Huyên Thượng Quân Vương Tháp Thông Phệ Tình Quảng Thuẫn. Không hay rồi. Mau chạy mau. Muốn chạy không có dễ như vậy đâu. Lâm thần đại ca, ta biết ngươi là huynh mà. Thầm năm thằng nữa là 6 thằng cùng một ngôi nhà rồi. Ta nhiều lâu quá không gặp. Thành nữ, sao lại không thấy Vân La Hoàng? Bọn ta đã trúng mai phục của Ngũ Tình Chi Tử đây, vì đã được lấy Huyết Linh Châu. Ta bảo Vân tỷ tỷ vào trong Huyết Linh Trì lấy Huyết Linh Châu trước rồi. Ta đây cầm chọn Ngũ Tình Chi Tử.
Nhưng mà lúc ta và Ngũ Tinh Chi Tử giao đấu thì có hai người nhân cơ hội chạy mất, ta Long Vân tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Vì không thể chậm trễ, mau đuổi theo. Ta nhiều hình nhật đẹp hơn lúc trước rồi. Cẩn thận. Thật là nguy hiểm. Đừng có động vật vũ khí độc của ám tộc nhân giới. Ám tộc nhân giới. Ở nhân giới có một câu nói, chỉ cần có chủ của hắc ám thì sẽ có hình bóng của ám tộc. Bọn chúng là tổ chức sát thủ của nhân giới, giết người vô hình, mọi người phải cẩn thận đó. Làm thần pháp báo của người giao ra đi, ta chỉ tha chết cho người không giết. Ngươi lại liên quan gì tới ngươi? Đã tối càng không xuống là các ngươi có thể đi rồi. Mà kịp ấn cấp ấn nấu thì có là anh hùng hào hán cái gì chứ? Có bằng lĩnh thì ra đây đấu một trận với thoải mái với ông đây. Huyết Liên Châu Phúc Địa. Đến cũng trùng hợp thật đấy. Vâng lá hoàng, cô đây là... Huyết Liên Châu đã bị đấu hoàng cướp đi rồi, mau đuổi theo. Đấu hoàng? Y tâm đi, không có Huyết Liên Châu ta cũng có thể đưa các ngươi vào Huyết Yên. Đợi thần cách thành công thăng cấp lên thần pháp cảnh nhị trọng, ra ngoài ta nhất định sẽ đánh một trận thoải mái với huynh. Lâm thần đại ca, huynh đang hấp thụ năng lượng của Huyết Linh Trị, nếu như cái gì không ổn thì nhất định phải kịp thời dừng lại đó. Để rồi ta sẽ chú ý. Xuống tắm luôn. Đến động nước ra. Mở kiếp chuyện gì vậy? Lấy nào là động đất? Không phải, chắc là huyết sát lừa mình trùng sắp ra đời rồi. Huyết sát lừa mình trùng là chuẩn đạo khí, không gì là không thể đó. Cũng không phải là không gì không thể, nhưng quả thật là thiên tài địa bảo hàng đầu. Hành động lần này của Thái Thành Môn chính là vì nó. Thầy Nhu, Bảo Vương hai người đi thăm dò vị trí của chuẩn đạo khí đi. Ta và Ma Long hộ pháp cho Lâm Thần, để sau khi hắn đột phá lên thần pháp cảnh nhị trọng, bọn ta sẽ đi tìm hai người. Được. Lâm Thần đại ca, ta tin quân nhất định sẽ thành công thăng cấp lên thần pháp cảnh nhị trọng. Và tỷ tỷ, Lâm Thần đại ca nhờ cáo vào tỷ rồi. Yên tâm đi, có ta đây thì hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nói như đỉnh động đột nhiên sụp đổ, sự thăng cấp của Lâm Thần sẽ thành công cốc. Đi. Chỉ thế giúp người tới đây thôi, con phải, còn lại phải xem vận may của người rồi. Cứ nhìn chầm chầm ta làm gì? Có gì thì cứ nói. Nè, cô không phải là thích chủ nhân của ta không? Hỉ? Nốt bậy bạ gì vậy? À, ai thích hắn chứ? Vậy sao mà có cô lấy đó như đích khỉ thế kia? Liên quan gì tới người? Ai vậy? Đây là đồ của Thái Thành một khác người. Thái Thanh Thiên Phụ thỉnh cầu chi viện. Vân tỷ, tí đưa Tiểu Long đi cứu Thành Nhu đi. Ở đây ta sẽ xử lý được. Vân tỷ, tí đưa Tiểu Long đi cứu Thành Nhu đi. Ta đây xử lý được. Người chắc không? Nếu có người vào, người không chỉ sẽ thăng cấp nhất thất bại, e là sẽ còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Chủ nhân tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi người. Không sao, trước lúc đó ta nhất định sẽ thành công thành công. Nếu Thái Thanh Môn đã tới để lấy chuẩn đạo khí, thì đừng có lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa. Nghe Lâm Thần đi. Chủ nhân, vậy mọi người chuyện phải cẩn thận đó.
thần cấp thành công lên thần pháp cảnh nhị trọng. 166 xuất hiện một con yêu thú nhỏ. Thì tử chúc mừng người, vì lão với tú bây giờ của ta tỷ lệ thắng thì đấu hoàng là bao nhiêu? Đối phó với cường giả thần pháp cảnh tam trọng, e rằng tỷ lệ là 50/50. Con không biết là tình hình phía bên thành nhu thế nào rồi. Ai mà cười đấu vậy? Lâm thần cũng hay rồi. Đây là sóng âm công kích. Sóng âm công kích nguy hiểm mà thái thành nữ gặp phải, e là gặp được gây ra bởi sóng âm thầm. Âm thần thông này ngươi tuyệt đối phải cẩn thận đó. Tới bắt ta đi. À, chết rồi, tiểu đệ của ta mất xuyên thấu. Khổ nạn. Thứ gì vậy? Phục thiền chi thủ. Thì lão, đấy là gì vậy? Nhìn có vẻ giống yêu thú của hết sát tộc. Đòi cháu cha bỏ ta ra. Một con cuốn đáng yêu. Nè, ngươi là thứ gì thế? Ngươi mới là thứ gì? Ta cắt chết ngươi. Sở trường ghi thú hết sát tộc là tấn công sông ầm. Nhưng mà bình thường ghi thú của hết sát tộc đều là từ một. Sao nó chỉ có 8 mục nhỉ? Vậy nó rốt cuộc là có phải ghi thú của hết sát tộc hay không? Mặc kệ ta có phải hay không chứ, ta nói cho người biết. Ngươi còn không tha ta ra, ta sẽ giận đấy. Nó chất là cùng họ hàng với huyết yên xin ra, sức mạnh mạnh hơn nhiều so với yêu thú của huyết sát tộc chính thống. Đột nhiên xuất hiện ở đây chắc là bị đồng tĩnh của dị biến huyết yên đánh thức rồi. Mặc kệ nó là gì, nếu đã làm thương tiểu đệ của ta thì món nữa này không thể bỏ qua. Một thả ta ra. Mở đi, ta phải ăn ngươi. Hế? Ôi, ăn ta? Cái đồ xấu xa, ta có muốn mì nướng lên ăn đâu. Lâm thần à, sao ngươi cũng khóc theo rồi? Ta cũng không biết nữa, cảm thấy hơi nhớ cha của ta. Xem ra, tiếng của yêu thú này có thể mơ hoặc lòng người, truyền bá hỷ nộ ái lạc. Xem ra, nó không phải là huyết sát tộc rồi, ta thấy người vẫn nên được giết nó thì tốt hơn. Cái lỗi linh vật của trời đất đều có sự thiên vị may mắn nhất định. Giết nó rồi thì ảnh hưởng không tốt tới người đâu. Coi như ta xin người đó đừng có khóc lúc nữa. Lão tử không muốn cứ khóc mãi đâu. Ta ra đi mà. Thì ta thả ngươi đi. Nhưng mà ngươi không được âm thầm đánh lén ta, có đồng ý không? Ngươi không giết ta, không ăn ta thì ta chính là bạn tốt của ngươi. Bạn tốt? Được rồi, chỉ cần ngươi không đánh lén ta thì mỗi chuyện đều dễ nói rồi. Không đánh lén bạn tốt. Sao vậy? Có người xấu tới. Lâm thần à, ngưỡng mộ đã lâu. Thông thiên đảng thiên đạo hoàng, thân pháp cảnh tam trọng. Tới để lấy cái mặt chó của người báo thù cho sư đệ hóa lôi hoàng của ta. Hay cho cầu hợp tình hợp lý, hôm nay người bắt buộc phải chết. Hóa lôi hồn giết ta, ta chỉ là tự vệ trấn áp cũng là hợp tình hợp lý. Không hủ là thần vào cảnh tam trọng mạnh quá. Xem người trốn đi đâu. Phục thiên chi thủ, đại thiên sát cơ. Bây giờ đối phó với thần vật cảnh tam trọng qua nhiều người tổn sức. Bạn tốt tự giúp người. Ngươi muốn làm gì? Tấn công sống âm sau. Đúng vậy, báo bị ta lại đi. Ôi, sư tử hống. Chuyện gì vậy? Được mất ta không kịp, chớ mà rơi xuống rồi. Lâm thần ơi, ta tiểu nhân bỉ ổi nhà người lại dám sử dụng yêu pháp đối với bổn hoàng. Sông âm này quá nhiên tà môn thật đấy. Lâm thần mau lúc này mau dùng hiên trường quần pháp trấn áp hắn đi. Hiên trường quần pháp trấn áp. Lâm thần, người giết ta thì đáng chú đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho người đâu. Đáng chú đại nhân là Lưu Thông Thiên ấy nhỉ, không nhờ hắn
Là có thế lực lớn như vậy, Thiên Đạo Hoàng cũng là thế lực thuộc hạ của hắn. Dù gì thì hắn cũng là thần pháp cảnh ngũ trọng, người vẫn nên làm việc cẩn thận thì tốt hơn. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy cứng chọi cứng với hắn đâu. Ta và ngươi đi cùng có bạn của ngươi đi. Được. Muốn cứu người thì ta hiếp chi địa hoàng Lưu Thông Thiên. Chết rồi, ta như bọn họ bị Lưu Thông Thiên bắt đi rồi. Nhưng với thực lực của mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Thông Thiên. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Thanh Nhu được, mặc kệ vậy, gác mọi chuyện sang một bên trước đã. Hầu hạ cho ta tốt, ta sẽ tha cho ngươi. Ta ra cái tên cầm thú nhà ngươi, trốn với xuân diệu độc của ta. Ngươi chỉ muốn xin, sẽ chỉ xin ta muốn người thùy. Vô sĩ, ta là biểu tỷ của người đó. Ừ, giữa bằng ngày bằng mặt lại dẫm cưỡng bức nhân dân nữ vài lần. Ừ, nhưng mà ta thích. Thanh niên hí sát tục phương thủ, ta đúng là vô sĩ đó. Ta có chinh phục người để cho người chết một cách hạnh phúc. Người chỉ chết cũng được yên thân. Nữ tử hí sát tộc Hồng Lăng. Nè đệ tử, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Biểu tí của ngươi không thích người không nghe thấy ư? Ừ, mà kiếp người lại dám xen vào chuyện của huyết tộc bọn ta. Tránh ra, tránh ra. Đệ Lâm Thần ta ghét nhất là người mất lịch sự. Hiên Thượng Quân Vương Pháp, nuốt cho ta. Ta ra biểu tí xin người cứu ta với. Ngươi cứ yên ở trong đó đi. Cô nương không sao rồi, đứng dậy đi. Không phải bị dọa chân gốc rồi đấy chứ? Cô nương, đây là ý ta muốn huynh. Tiêu Ca Ca xin huynh muốn ta đi, ta khó chịu quá. Muốn 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 không nổi. 170. Ây da, ôi đừng, cô nương đừng có như vậy. Lẽ nào Lâm Thần ta thật sự hôm nay phải mất đi sự trong sạch ở đây sao? Cô nương xin tự trọng, tìm ta đã có chấu rồi. Muộn quá, muộn quá. Rốt cuộc là thuốc gì đây? Xin lỗi nhé. Giờ chết ta mất rồi, xin chút nữa thì mất kiểm soát rồi. Sao lại không vần cô ấy đi, ta không vui. Người cái gì mà cậu vừa chứ? Ta chính là chính nhân quân tử, sao lại có thể lợi dụng người ta đang làm khó khăn được chứ? Giải đáp cho cô ấy quan trọng hơn. Tiểu tử à, ngươi thế mà lại dùng thôn phệ mà còn để giải độc cho nữ nhân vốn không quen biết, giỏi đấy. Không xong tu thì ta không vui. Ây da, đau đầu quá. Có tỉnh rồi à? Đâu có cô, ta đã giúp cô giải hết rồi. Bây giờ chắc không sao nữa rồi. Giải độc. Ta phải đi giết cái tên súc sinh. Ây da, oan uổng quá. Sau một hồi thời gian giải thích khổ sở của Lâm Thần. Xin lỗi, ta tưởng Quỳnh giải độc mà Quỳnh nói là. Ôi, ta hiểu, nhưng mà lực tay của cô nương cũng thật lớn đấy. Tí nữa là hết cả hàm răng của ta. Đây là cái gì vậy? Công tử à, cứu ta một tấm mạng. Tấm huyết yên đồ này coi như là quà cảm ơn của Hồng Lăng. Ông công tử nhận lấy. Đa tạ cô nương. Vậy ta đã nhận vậy. Ta còn có chuyện đi trước đây, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Đi ra, sau này gặp lại. Huyết yên địa đồ là thứ trân quý nhất của Huyết yên. Cô ấy lại biết cách ân trả nghĩa đền. Không có sầm tù thì ta không có vui. Huyết ngục liền tử chính là bên trong sao? Nếu như cái tên phương thủ đã bố trí mai phục ở bên trong thì ngươi gặp xui xẻo rồi. Muốn ta tha cho ngươi thì ngươi đưa cho ta lợi ích. Ta có tin tức của huyết ngục liền tử. Được rồi, ta cược là hắn không làm như vậy. Nhìn phía trước đi. Gia trường nhất, người muốn đánh nhau sao? Hồng Lăng đại tiểu thư gia trường nhất, ta sao có thể là đối thủ của cô được chứ? Biết không phải đối thủ, còn cô ta rồi còn không một cốt đi. Cùng nhau hợp tác đồ lấy huyết ngọc liền tử cũng là vì lợi ích của tộc nhân. Đại tiểu thư nghĩ lại mà xem đi, tuy gia tộc chúng ta rất đông, bất đồng nhưng đều là tộc nhân quỷ sát. Hồng Lăng, kiếm
Diệt Hoàng, Kiếm Vô Đạo. Các người từ bỏ đi, Hồng Gia sẽ không liên minh với một phái nào hết. Có phải là đệ tử thừa nội sớm quá rồi không? Chỉ dựa vào sức chiến đấu của Hồng Gia thì sao cô sao có thể đột phá được vị huyết vào lòng trong huyết trì chứ? Không ngờ Kiếm Huỳnh cũng tới rồi. Nhìn có vẻ là đang tìm người liên minh, nhưng tuyệt đối không thể để huynh đệ tốt của mình rơi vào tay của người khác được. Nè, có đấu lại hay không thì chắc cũng không liên quan gì tới giờ thiếu gia người đâu nhỉ? Ai? Kiếm Huỳnh là ta. Lâm Thuận, sao huynh lại ở đây? Nói ra dài dòng lắm, rời khỏi đây trước đã, đừng có để người khác phát hiện ra ta. À được. Dòng đường gặp gỡ bất ngờ, nói ra thì cũng xót xa. Mới cách biệt có nửa tháng thôi mà Quỳnh đã bước qua thân pháp cảnh nhĩ trọng rồi. Kiếm Quỳnh à, lần này tranh đoạt huyết ngọc liền tử, chúng ta liên thủ đi. À, ta cũng vừa hay cái ý này, nhưng mà ta phải quay về tìm sư đệ của ta trước đã, không thể để một mình đệ ấy ở lại đây được. Sư Quỳnh à, để ở đây. Chào Lâm Thần đại ca. À, chào đệ. Đệ qua đây lúc nào vậy? Chuyện lúc nãy bọn ta nói đệ đã nghe hết rồi sao? Nghe hết rồi. Nhân lúc ít tộc sát bọn họ nội chiến, chỉ bằng chúng ta nhân cơ hội này vượt lên trước tới huyết trinh trì đi. Vào huyết thiên trì rồi còn phải có huyết liền châu, các ngươi có hay không? Không có. Cho nên bọn ta muốn tìm người liên minh vào cùng nè. À, không sao. Ta có một thứ có công hiệu giống như huyết liên châu đi thôi. Kiếm Quỳnh, Quỳnh chắc chắn là chỗ này chính là cửa vào huyết trì chứ? Sao ta nhìn lại không giống gì? Trên là chỗ này, ta vẫn chưa hồ đồ tới mức mà nhầm lẫn nhìn rõ đây. Mau đi thôi, nhân lúc bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Huyết thiên trì, lá sen to như vậy, quá đồ sộ quá. Tiên anh mà hòa mà Lâm Thần có được từ tài quỷ thần cốc. Huyết ngục liên tử này thật là biết sinh trưởng, một lần sinh trưởng 3 cây, đúng lúc mà chúng ta cấp 3 người mỗi người 1 cây. Sư Quỳnh à, nhân lúc này vẫn chưa có ai đuổi tới, hay chúng ta lại lên phía trên lấy đi. Cẩn thận, vì dưới bèo có thứ gì đó. Là huyết giao long. Huyết giao long thân pháp cảnh tứ trọng, phụ thiên chi thủ, phá kiếm thức. Được phát ra tiếng. Sư Quỳnh à, để phát hiện ra chúng ta không phải là đối thủ của nó, có cần phải trốn hay không? Con để phát hiện sao? Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao chứ? Lâm Thần Quỳnh đệ, Quỳnh có cao kiến gì không? Tiểu thú. Ta là Tây Tây, không phải là tiểu thú. À thì ta Tây, có nhìn thấy mấy cái người phía trước hay không? Chẳng phải ngươi thích xem người khác cởi đồ hay sao? Ta cho phép ngươi đi cởi đồ của họ đó. Vậy ư? Sư Quỳnh à, là cái đám người đó là huyết tộc sát đó. Lâm Thần Quỳnh đệ, Quỳnh muốn để tiểu thú đi phá đám bọn họ, để thoát khỏi sự chú ý của huyết vào lòng đối với chúng ta sau. Đúng vậy đó, cứ xem đi.